thơm đậm đà sắc hương. Có những bài ca nghe sao rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân gian. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Bên ánh đèn quê em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em. Có những cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm, người cầm bút, người cầm súng, người đi xa, hằng nhớ ghi trong tim. Tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng, tiếng kiêu hùng của lịch sử trong rừng nước. Em đi gieo hạt giống đêm bao tâm hồn, noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng người. Tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt vào trong ạ. Niệm ngày từ trước nhà giáo Việt Nam là gì? Các thầy
trân trọng nhất tới thầy cô giáo của mình. Thầy cô không chỉ dạy cho ta kiến thức mênh mông mà còn định hướng cho ta cách sống, cách làm người, biết ước mơ để từ đó chuẩn bị vị trí, chỗ đứng trong xã hội. Và để tri ân tới thầy cô, nước ta đã lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo, được tổ chức lần đầu tại miền Bắc. Dù trải qua hơn 50 năm, bao cuộc đời đi qua, biết bao sự việc thay đổi thời đại, nhưng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp bước vẫn luôn nhớ tới ngày nhà giáo và tổ chức kỷ niệm như một sự kiện trọng đại. Bởi qua đó, chúng ta có thể gửi tới những lời chúc tốt đẹp, thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô. Mỗi người đều có ước mơ riêng của mình, nhưng bản thân tôi lại muốn trở thành một nhà văn, bởi xúc cảm của tôi sẽ được thể hiện qua những trang giấy. Còn bạn thì sao? Hãy biết ước mơ và thực hiện ước mơ đó để làm cho bố mẹ cũng như thầy cô vui lòng. Bác Hồ đã có câu nói bất hủ: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn bởi công học tập của các em. Việc học là rất quan trọng với mỗi người và cả xã hội. Để có được thành quả tốt đẹp ấy, chúng ta không thể không nhắc tới công lao lặng thầm của các thầy cô, những người lái đò đưa học trò cập bến tri thức. Một lần nữa xin thay mặt học sinh tập thể lớp 12A10 gửi tới lời tri ân trân trọng nhất các thầy cô. Tất cả các em học sinh năm nay sẽ thi đấu vào các trường đại học.
Việc học là cần thiết cho